Đã quay kênh YouTube Lý Việt Camera của mình. Thì như lúc trước á, có nhiều bạn xài iPhone các bạn. Khi mà các bạn cài C trên Bi Network á, các bạn sẽ bị lỗi lúc mà selfie. À, cho nên là rất là nhiều bạn hỏi, nhưng mà mình không có xài iPhone cho nên là không có thể trả lời được. Nhưng mà hôm nay thì có một cái thông tin thế này. Đó, thì cái hình này mình nghĩ là chắc chắn rất là nhiều bạn gặp cái trường hợp này. Tức là có vẻ như quyền truy cập máy ảnh đã bị từ chối, vui lòng cấp quyền truy cập trong cài đặt và quay trở lại. Có nghĩa là các bạn gặp trường hợp này trên iPhone nó lỗi như vậy á, thì các bạn đừng có cố làm nữa, mà các bạn hãy nên chuyển sang một cái điện thoại Android ha. Điện thoại Android mạnh một chút, mượn người ta cài C hoặc là mua gì đó, hoặc là bạn có hai cái thì bạn sử dụng Android, bạn cài qua, bạn cài C đi. Sau đó nó ok, ngon lành rồi các bạn chuyển sang cái iPhone tiếp tục bật tia sét đào. Được không các bạn? Cho nên nó các bạn không phải rắc rối nữa. Không phải suy nghĩ nhiều nữa. Nhiều khi là các bạn đọc ở trang mấy cái trang ở trên Facebook thì thấy rằng là nó là iPhone 6 rồi đó. Thì cũng cài xe được. Tuy nhiên thì bây giờ các bạn gặp trường hợp này thì lập tức mượn cái Android đi. Làm ngay ha, và không cần phải lo lắng nhiều. Làm trong ok trên Android rồi thì chuyển qua ha các bạn nha. Rồi thì mình thông báo như vậy. Nếu mà các bạn xem video này thấy thì mà gặp trường hợp này, thì nếu trường hợp sau có cái xuất cài C á, các bạn hãy bấm vào cái nút màu tím ở dưới á. Sau đó thì qua cái máy Android làm cho các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công. Nếu các bạn có câu hỏi gì có thể bình luận dưới video, mình giải đáp các bạn nha. Bởi vì cái này, thông tin này là rất là nhiều bạn hỏi mình rồi nhưng mà chưa có giải đáp được. Hôm nay thì cái video này hy vọng là nó là cái tín hiệu tốt cho các bạn nha. Bởi vì mình cũng không biết là các bạn có làm như thế nào rồi. Rồi, thì bạn nào chưa đăng ký Bi thì hãy vào mô tả video đăng ký được các bạn. Mãi thiệu của mình vẫn là Bi Cách Show đôi màn hình nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.